chỉ một chai này thôi á, còn mì là chết luôn. Cô đừng đi ra ngoài kia, nguy hiểm lắm. Mày hôm qua mày nghe lén tao, nay mày hỏng chuyện của tao không? Mày, cực chó ơi. Này cậu Đại. Chị My. Này, cậu cầm lấy túi bánh mì này đi. Lúc ấy bên đường thấy bánh mì ngon quá nên mua cho cậu đấy. Em cảm ơn chị. Chị tốt với em quá. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì cơ? Em cảm ơn chị. Cảm ơn thì tôi nhận. Nhưng mà trông tôi già nỗi mà gọi là chị à? Thôi, cậu làm tiếp đi. Bánh mì còn nóng đấy, cậu nhớ ăn nhá. Vâng ạ. Tôi đi làm đây. Em chào chị. Alo, em đây chị. Đây. Chỉ một chai này thôi á. Còn mì là chết luôn. Mặt nó xấu như thế thì ai cho nó làm chủ tịch nữa. Chị cứ chuyển khoản cho em đi. Chiều nay em hành động luôn. Ôi chị yên tâm. Cái chỗ đấy á, vì hè vắng người, chả ai nhìn thấy đâu. Nhá. Đó là cái gì? Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cha bây giờ. Cháu người tới nước rồi. Nhìn cái gì? Chết rồi. Mình phải báo cho My biết thôi. My ơi, cô đừng đi ra ngoài kia, nguy hiểm lắm. Nói cái gì đấy tôi không hiểu. Mấy cả tôi đang bận, có gì nói sau nhá. Ở ngoài kia có người muốn hãm hại cô. Cô đừng đi, tôi xin cô đấy. Anh nói cái gì tôi không có hiểu. Mấy cả tôi đang bận, có gì anh nói sau đi. Kìa. Anh đi dở hơi à? Bỏ ra cho người ta đi công chuyện. Vì ơi, nguy hiểm lắm, đừng đi. Bỏ ra. Alo, chị à, em chuẩn bị xong rồi, bọn này nó chết với em. Hai, mày định làm gì? À! Quang ơi! mày hôm qua mày nghe lén tao, hôm nay mày định hỏng chuyện của tao không? Mày, chết chỗ ơi! À, hồ sơ của chị em xếp đến đâu rồi? Em làm xong rồi chị ạ. Chị ơi! Chạy đi chị ơi! Chạy đi! Y tá nói anh ta trốn viện rồi chị ạ. Mà cũng không để lại địa chỉ gì cả. Mong là anh bình an. Em cũng không ngờ lão Phong dám làm trò như vậy đấy. Nhưng mà quả báo đến cũng nhanh thật. Hắn vừa mất chức giám đốc, lại vừa bị đuổi việc. Chị đừng lo lắng quá. Không lo sao được. Anh ta vì chị mà mới bị như thế. Giá như lúc đấy nghe anh ấy thì cũng không có chuyện đấy xảy ra. Anh ơi, làm ơn cho tôi về công ty với.
Thế thằng kia, mày đi đâu đây? Anh, em đi xin việc ạ. Xin việc gì cái thằng như mày? Trông bộ dạng mày thì làm ăn cái gì? Anh nhìn thấy thôi, em khỏe lắm đấy. Đưa ra xem hồ sơ à? Đặng Công Đại à? Đi còn không nổi, em khỏe lắm. Anh ơi, anh cứ tin ở em làm được việc mà. Công ty không nhận như thằng như mày đâu, đi đi. Anh cho em cơ hội đi, em làm được. Thằng dở hơi, sáng ra là hãm. Mày nghĩ công ty lớn như thế này mà nhận cái thằng què quặt như mày à? Thôi đi về đi, này. Anh, mày nhìn lại cái bộ dạng mày đi. Đầu thì như tổ quạ ấy, bảo vệ mình cũng không nổi, bảo vệ ai? Thôi đi, thằng dở hơi này. Thằng dở hơi này, mày bỏ tay ra không? Bỏ tay! Đi! Nhìn cái gì? Anh ơi! Thằng này! Anh ơi, xin anh, xin anh! Ô, chị Minh! Này, em là chị. Mà có chuyện gì lúc nãy có ồn ào thế? Vừa có thằng dở hơi vào xin làm bảo vệ, như thằng Hâm ấy, em đuổi đi luôn. Có gì từ từ nói, chứ chỗ này không phải là chỗ để ồn ào. Khổ qua nó què quặt thì chớ, mà như thằng Đao ấy chị ạ. Cậu ta tên gì đấy? Tên là Đại ạ. Nung ấy, cậu đuổi cậu ta đi hướng nào? Dạ, đây ạ, hướng này ạ. Cậu ta mà đi mất ý, thì cậu liều hồn đấy nhá. Anh Đại đúng không? Chị My. Đúng là cậu rồi. Mà 2 năm qua cậu đã đi đâu đấy? Em về quê. Chân cậu làm sao đấy? Chuyện của quá khứ ấy mà. Nhưng mà em không sao rồi. Vì không có tiền nên em phải về quê. Cậu đến đây xin việc đúng không? Vâng. Thôi, đồ hồ sơ đây. Thôi. Thôi cậu đưa hồ sơ đây. Rồi đi theo tôi. Chị Minh. Cái thằng này. Đấy, tao bảo mày cái gì mà mày vẫn còn đây hả? Này, cậu ăn nói với cả cư xử cho cẩn thận đấy nhá. Cậu có biết đây là ai không mà cậu về thái độ như thế? Là ai nữa? Đây là cậu Đại, ân nhân đã cứu tôi 2 năm về trước đấy. Anh Đại, vừa nay có gì anh bỏ qua cho em nhá. Em chỉ lỡ mồm thôi. Không sao. Cậu Đại này, từ bây giờ ấy, cậu không phải lo đi kiếm việc đâu. Tôi có việc cho cậu rồi. Có việc rồi. À đâu, có việc rồi. Công việc bảo vệ, liệu anh ấy có làm nổi không ạ? Tôi có nói là tôi cho cậu Đại làm bảo vệ đâu. Kể từ bây giờ, cậu Đại sẽ làm trưởng phòng nhân sự ở công ty mình. Nhưng mà em có biết làm đâu. Không biết thì sẽ phải học. Kể từ bây giờ ấy, tôi sẽ lo cho cậu từ A đến Z. Chúc mừng cậu nhá.